Vâng em chào cô bác và anh chị đang xem kênh đất vườn năm đồng của em nha Hôm nay em xin được giới thiệu đến với cô bác và anh chị một lô đất view nha View sông và bám mặt sông này nha các bác Rất là đẹp, rất là rộng luôn Và bám mặt sông này khá là dài nha các bác Với diện tích cho lô đất của mình là hơn 10 hectare nha Đã có sổ sách đầy đủ nha các bác Hiện tại là nô đất của mình là hơn 13 quyển sổ luôn Thì các bác mua từng sổ hay là mua hết người ta cũng bán nha Đó thì đây là vị trí đất của mình này Trong đó có những sổ từ 5.000m2, 7.000m2, 8.000m2 Cho tới hơn 1 hect cũng đều có, đã có sổ hết rồi nha Giá rất là rẻ luôn Giá đầu tư nha các bác Đất của mình thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Đất của mình sẽ được bám mặt sông này dài hơn một cây số luôn nha các bác, gần hai cây số bám mặt sông và có hiển thị luôn trong sổ nha. Hiển thị con sông này trong sổ. Con sông này thì được người ta đang uốn dòng ngay đầu nguồn nha các bác. Lên nè, nó chưa được trong nha. Đó, tới đây là hết đất của mình này. Còn phần cuối nguồn thì người ta đang xây dựng đập thủy điện nha. Khi được xây dựng xong thì nước sẽ dâng lên và nguồn nước của mình sẽ trong hơn như lúc ban đầu nha các bác. Đó, hiện tại là nước nó rất là đục. Do là đầu nguồn người ta đang uốn dòng. với diện tích là hơn 10 hecta nha sổ sách đầy đủ hết rồi và trên đất là người ta đang trồng cà phê tiêu mít xoài bơ có cả sầu riêng nữa nha các bác đó và một số cây ăn trái khác nữa với cái lô đất của mình đây thì càng lên cao view càng đẹp càng thoáng nha các bác đây phía dưới này thì mình có mít và xoài này chuối này đó và một căn nhà của mình nữa nha các bác. Trên đất của mình thì có khoảng 5 đến 6 căn nhà cơ. Đó. Sông rất là rộng. Rất là đẹp nha các bác. Sông xuôi đâu đấy hết thì nước sẽ trong trở lại và cái nguồn nước nó sẽ dâng lên nữa từ đập thủy điện thì sẽ rất là đẹp. Đó Trên đất của mình thì hiện tại là cũng khoảng 5 đến 6 căn nhà Và đường ô tô đi vào tận nơi đất của mình luôn nha các bác Đây là mình chiếm nguyên một quả đồi luôn Thì đây em có phát lại họa đồ cho các bác dễ hình dung ra nha Đó có lô 5.000m2 cho đến 1 hecta hơi hơn 1 hecta cũng đều có. Và con đường giữa vườn này cũng hiển thị luôn trong sổ nha các bác Đường ô tô vào tận nơi Các bác nào mua một sổ người ta cũng bán Mua tất người ta cũng bán Với giá người ta đang đưa ra là 250 triệu trên 1000 mét vuông nha các bác Các bác mua về có thể đầu tư lâu dài Hoặc là làm ở khu du lịch nghỉ dưỡng nha đó nhà của mình hết nha các bác tiêu này bơ và cà phê hiện tại là đang được thu nha các bác. Đó, đây là tới hết đất của mình. Một khung cảnh rất là đẹp luôn. Và bên ngoài này sẽ là đường chính nha các bác. Con đường này sẽ chạy thẳng sang phía bên kia sông nha các bác. Đó, hiện tại là đang chuẩn bị được xây cầu rồi đó các bác. Đất của mình là ôm hết cả quả đồi này luôn đường hiển thị luôn trong sổ và đã được thu tiền và chuẩn bị lên bê tông nha. Thu cả xong là có thể người ta sẽ lên bê tông luôn. View rất là đẹp. Sông của mình đây có rất là nhiều đá nha các bác. Có thể lội được qua bên kia sông được. Khu vực này thì người ta đang múc cát đây này các bác và chuẩn bị sẽ xây cầu chỗ khu vực này nha các bác đó mấy chiếc xe ben này và cần cậu đang múc này phía bên kia sông là khu vực đức trọng nha các bác đó như em có vẽ đây thì phía xa ngoài kia là người ta đang xây đập thủy điện và phía này người ta sẽ xây cầu để chạy thông qua Đi lại thì nó sẽ gần hơn Qua tới thác bông gua nha các bác Cách thác bông gua của mình Đây thì chắc khoảng tầm 10 cây thôi Nếu mà đi qua sông bên này Thì nó sẽ gần hơn Đó Còn ra đường quốc lộ 20 Thì gần khoảng 10 cây Rất là gần rất là đẹp nha các bác đây là nhà của mình luôn này đó phía dưới này thì người ta trồng mít này xoài nữa nha các bác đây thì toàn cảnh khu vực trên đất mình đây sông này mà được người ta đắp đập vào xong và uốn dòng xong sẽ rất là đẹp nước sẽ dâng lên nữa nha các bác sẽ cho mình một cái view rất là đẹp luôn thì là ngoài quả đồi của mình đây Thì nó là đất đá pha cát nha các bác Còn riêng một quả đồi của mình Thì nó lại là đất đỏ ba gian nha các bác Đất màu mỡ, đất đẹp luôn Đó View rất là đẹp nha các bác Và bây giờ em sẽ di chuyển dần Xuống dưới quay cho các bác xem rõ hơn Đất của mình đây Thì đang được người ta hái cà phê đây nha các bác Hái cà phê xong Thì sẽ được tiến hành đổ đường bê tông luôn đã được đóng tiền hết rồi nha. đó thì đây là phía dưới đất mình đây. đã được trồng mít và xoài nữa nha. xen với xoài. có một số mắc ca nữa nha các bác. đó, đây là giáp với uh, sông của mình đây. mặt sông của mình thì. Uh, nó rộng khoảng hơn 50 mét luôn nha các bác Rất là rộng Rất là thoáng Rất là đẹp Và chiều dài Mình bám được cái con sông này Là hơn một cây số luôn nha Gần hai cây số đó các bác Nguyên phần cả trên này là của mình này Phía bên, phía bên trên này thì nhìn xuống rất là đẹp nha các bác Nhà của mình đây Đó, cây trái là có xung quanh vườn hết rồi. Đất của mình là hiện tại là đang quy hoạch trồng cây lâu năm và có thể lên được thổ cư nha các bác. Các bác nào quan tâm đến những mảnh ở đây thì liên hệ qua cho em. Em dẫn vào xem đất và mình gặp trực tiếp chủ đất, mình thương lượng giá cả luôn nha các bác. Đó đất này các bác nào mua về đầu tư lâu dài chừng 5-10 năm thôi là đất cực kỳ giá trị luôn rất là đẹp đây thì mình có một cây sung đây rất là nhiều quả luôn đó sung túc Phía này của mình thì rất là thoáng nha các bác Các bác nào dựng cái tròi ở đây thì Ngắm cạnh rất là phù hợp <laughs> Chuối chảy êm đềm Chiều dài này Cái nòng sông này của mình thì hơn 50 mét Rất là rộng luôn Và có hiển thị luôn trong sổ nha các bác Khu vực này thì được trồng mít sen với xoài là kín vườn rồi. Đó, thì khu vực này thì được độ ra toàn là cát nha các bác. Cát là bồi nên là phía trên này đất đây thì khá là nhiều. Xoài người ta cũng không chăm mấy nên là cỏ nó chùm hết cả cây xoài rồi Đây là khu vực phía trên nha các bác Trên đất của mình đây Đây là toàn cảnh này Rất là đẹp Nhìn thực tế rất là đẹp luôn nha các bác Càng lên cao Thì view càng thoáng Càng rộng Rất là đẹp luôn Bây giờ Chờ cho Người ta đắp đập thủy điện xong thì sẽ rất là đẹp luôn phía bên kia là phía bên đức trọng nha các bác đó đất thuộc đức trọng rồi điện của mình là điện một pha nha trên đất của mình là điện nước đầy đủ luôn càng đi lên cao thì view càng thoáng càng cao luôn, càng rộng, đất đỏ ba gian luôn. khu vực này thì có những cái hòn đá kiểng đây nha các bác, các bác về thì có thể cải tạo lại. đó, toàn cảnh thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. đường đi nối lại thì rất là dễ dàng ô tô và tận nơi được và chuẩn bị là nền bê tông rồi Nên bê tông thì đất giá thì nó sẽ khác nha các bác không còn giá này nữa giá hai trăm rưỡi thì mình có vẫn còn thương lượng nha các bác nào quan tâm thì liên hệ qua cho em số điện thoại chín 590 chín em dẫn vào gặp trực tiếp chủ đất mình thương lượng giá cả là 250 triệu trên 1.000 mét vuông là 2 tỷ rưỡi là một hecta đó các bác từng sổ từ 5.000 mét vuông cho đến hơn một hecta cũng đều có đây là cây me này nhà cửa là điện nước đầy đủ luôn trên đất của mình hiện tại là cũng phải 5-6 căn nhà đang cho người ta thuê ở, người ta coi vườn coi đất rồi người ta làm vườn luôn cho mình đây em đang đang đứng trên nhà ở đây và nhìn xuống dưới này các bác nào mua về cải tạo nhổ hết cà đi thì nhìn đẹp mê ni luôn đó Từ đất của mình đây thì chạy ra tới khu vực hàng quán nha các bác Khoảng 3 cây Còn chạy ra tới trung tâm, trường học, chợ, búa thì khoảng 5 cây nha Đường ô tô Khu vực mình thì cách đường bê tông khoảng 2 cây nha Và chuẩn bị được lên bê tông rồi lên bê tông thì đất của mình sẽ có giá trị hơn nhiều cho các bác nào muốn đầu tư lâu dài với mảnh đất này các bác nào có chí hướng về đầu tư lâu dài khoảng 5 10 năm gì đó thì có thể mua nô này về mình đầu tư đó các bác có thể nhìn thấy là khu vực là đất mình là đất đỏ ba gian nha các bác không có trộn lẫn hay là pha đất đá hay là đất pha cát gì hết nguyên một quả đồi của mình thì đặc biệt là đất đỏ ba gian còn ngoài khu vực đất của mình là đất pha đá đất pha cát rất là nhiều đó các bác có thể thấy đất đỏ của mình này rất là đẹp luôn khu vực này thì người ta có trồng bắp này đường này là có hiển thị luôn trong sổ nha các bác hiện tại là mình đang đi trong vườn của mình đó hai bên đường của mình đây thì là cà phê của mình toàn là đất của mình thôi nhưng có hiển thị trong sổ nha hiển thị rõ ràng luôn đó nhà cửa đầy đủ cà phê thì rất là xanh tốt luôn Hiện tại là đang được à, thu hoạch nhà các bác. Cũng à, thu khoảng à, được nửa vườn rồi. Em sẽ di chuyển dần ra tới đường chính cho các bác xem nha. Đường rất là dễ đi luôn. Ô tô vào tận nơi đất của mình. Đây vẫn là đất của mình nha các bác. Hơn 10 hecta Gần 13 hecta đó. Phía bên kia cũng là nhà, nhà của mình này. Đang cho người ta ở nhờ nha các bác. phía đất đỏ rất là đẹp riêng một quả đồi này thì nó lại là đất đỏ các bác ạ đó được trồng tiêu này và đang ha trong quá trình hái cà phê đây nha các bác đó hai bên đường đây thì có những cây cà ri nữa tiêu này Khu vực tiêu này cũng là của mình luôn Đất rất là rộng Chiếm hết một quả đồi Ở đây thì mình cũng có thể nhìn thấy á, Toàn cảnh View luôn Rất là rộng nhá Rất là xa View rất là xa luôn Đó Phía khu vực này thì em đang đứng ở chỗ hàng ranh đây nha các bác Còn khu vực dưới này thì người ta đang cải tạo này này Đó, đang được múc để người ta nghỉ dưỡng này, tạo cảnh quan này Khu vực này thì cũng có một cái view rất là thoáng nha Cũng rất là đẹp Đó, đây có bắp chuối này khá là mát mẻ Các bác quan tâm đến mảnh này liên hệ qua cho em số điện thoại 0379 590 939 nha Em dẫn vào xem đất và gặp à, trực tiếp chủ đất mình à, thương lượng giá cả nha Sổ sách đầy đủ rồi Các bác mua diện tích nhỏ trong sổ người ta cũng bán Và mua diện tích lớn người ta cũng bán Và mua hết người ta cũng bán luôn Với giá là 250 triệu trên 1.000m2 nha 2 tỷ rưỡi là một hecta nha và có thương lượng giá cả luôn và đây là ra tới đường chính nha các bác và chuẩn bị được lên đường bê tông đã đóng tiền hết rồi em cảm ơn các bác đã theo dõi